Em bỏ 500 300 500. Ok, các bạn không ăn được nó lại chung được à? Không, cứ phải đi châu chọi. Đấy, là gì? Bây giờ... quá tài ơi. Ơi, tí để em hỏi ban tổ chức xem là. Còn nhiều chút nữa. Đây, còn 100 200 chưa? Ôi trời ơi, nhiều khi là không được rồi. Ôi mẹ ơi, anh chả ai cuốc.
Anh có kỹ chắc như thế nào? Tôi hiểu bạn hai ông kia chưa đi. Anh đi chơi cháu này. Tập trung nhập. Anh mua đây thì chỉ lấy được một vài. Anh đi chơi. Biếu hòa đại nhân hết.